Vậy là hồi xưa là gọi là chợ gạch gốc. Bây giờ nó kêu gạch gọc á. Dạ, cái lâu ngày người ta đổi đổi thành gạch gọc hay. Ồ, quá đẹp luôn nè. Gợi nhớ quê hương của mấy bạn nhỏ miền Tây hồi nhỏ nhỏ, đứa ăn cái 1.000, 2.000 à con. Đó là bao nhiêu một cái con? Rồi lấy cho con cái bánh bánh da lợn. Dạ. Hồi nhỏ là hay gọi là bánh da heo. Dạ, một khuôn có 10.000 à. Dạ. Một buổi sáng như gì hai đổ khoảng bao nhiêu khuôn? Dạ, chục khuôn à. Dạ. Rồi tụi bay đi xuống nước sống khỏe nha, đừng để người ta bắt lại nha không. Cái nhà 5 chiếc bánh. Rồi là bao nhiêu người dân rất cả đói lắm mà không có cá ăn. Thấy ba cái và 5 chiếc bánh đó là chia ra cho mọi người ăn. Cái ba chiếc bánh, 5 chiếc bánh đó làm sao mà đủ cho bao nhiêu người ăn? Dạ. Đã mấy chục ngàn người luôn, làm sao đủ ăn? Dạ. Cái bắt đầu đó, thấy cái bánh vụn nó rớt xuống á là Chúa làm phép. Là lấy bánh vụn lên ăn là bao nhiêu người lo đủ hết luôn. Gom lại đoàn được mấy thúng đó, mấy thúng bánh luôn á. Đây là hình ảnh của con kênh Mật Cà Dưng. Một biệt danh mà bà con địa phương ngày xưa gọi là Chắc Cà Đau Mật Cà Dưng. Thì đây là con kênh Mật Cà Dưng. Có lẽ nhiều cô chú mà sinh sống đây lâu năm sẽ biết hơn, biết rõ hơn. Thì bước chân mình đây ghi lại một số hình ảnh cho bà con xem đỡ nhớ quê nha. Hai chào buổi sáng bà con. Hiện tại bước chân miền Tây đang ở xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Giang cùng với anh Thương Lắm miền Tây. Hiện tại hai anh em đang ở khu vực gần chợ Gạch Gọc. Trong clip lần này bức tranh miền Tây sẽ quay cảnh chợ Gạch Gọc vào buổi sáng ngày Chủ nhật cho bà con xem nha. Rồi bây giờ bà con cùng đồng hành cùng với bức tranh miền Tây nha. Cô bác anh chị nào chưa đăng ký kênh thì có thể ấn nút đăng ký để ủng hộ cho bức tranh miền Tây. Sáng hôm nay cũng hiu hiu trời giờ gió bắc. Cũng còn khoảng hơn 10 ngày nữa thì chúng ta tới Giáng sinh rồi bà con. Ở đây có người bán bánh mì 3 ổ 5K là 3 ổ bánh mì không á. Thì trong cái không khí mà xe lạnh của gió bắc hiện tại, không còn bao lâu nữa thì đến lễ Noel. Người dân địa phương ở xã An Hòa chủ yếu thì bước chân tay thấy là đa phần bà con bên đạo Thiên Chúa rất là nhiều. Vào thứ bảy chủ nhật thì bà con người ta đi lễ rất là đông luôn á. Do bước chân miền Tây cũng sống gần khu vực này mà hồi nào giờ cũng chưa có quay chợ Gạch Gọc nữa. Đây là cũng là lần đầu tiên mà bước chân miền Tây đi vào chợ Gạch Gọc, đi qua đi lại hoài mà không có dịp quay. Hôm nay nhân chủ nhật nên ghé vào chợ quay. Chợ thì có một điều đặc biệt, nằm phía sau cạnh của một con sông và rất là đông đúc vào buổi sáng của bà con. Họ khoảng đến tầm 10 giờ thì chợ sẽ tan dần đi và thưa thớt, thậm chí có ngày thì không có người bán đâu.
bà con buôn bán hai bên đường rất là nhộn nhịp. Đây nè, chợ thì không có chỗ giữ xe, nhà người dân người ta tự phát lên người ta giữ xe luôn. Ở đây có bán đồ điểm tâm, cơm bún hủ tiếu. Mà chút xíu bước chân miền Tây đi vào chợ ăn sáng luôn. Tại hồi nãy bước chân miền Tây thấy trong chợ có một chỗ ăn sáng. Ở đây có một cái tiệm tạp hóa lớn nằm ngay đầu chợ. Có căng dây nha bà con, giữ khoảng cách. Hello chú bán tạp hóa. Dạ. Đây hương vị quê hương, món bánh quê hương, món bánh cam. Đúng rồi. Dạ. Chào chào chị. Bao nhiêu một cái hả chị? 3.000 đồng. Bánh cam thơm ngon bổ rẻ chỉ có 3.000 một cái thôi. Bán 3.500 thôi chú. 3.500 đó. Dạ. Hả? Ủa vậy là giá thiệt bao nhiêu? À. Giá thiệt là bao nhiêu một cái? 3.500. 3.500 hả? Ờ. Thiệt không chị? Có 3.000 hả chú ơi, tại chú giỡn á. Dạ chú nói đùa ha. Cái này là bánh cam đường trẻ. À, cho chị lên YouTube luôn. Kế bên chị cũng có chị bán hello chị bán đủ thứ bánh luôn. Sáng giờ bán được ha chị. Đó. Dạ dạ. Để em quay cái cảnh đổ cái bánh. Như 4.000 hả? Sau bánh kẹp. Chị bán lâu năm ở đây không? Lâu rồi. Dạ. Có 7-8 năm rồi. Dạ dạ. Đó giờ có ai quay chợ của mình chưa ha? Có không chị? Có không chị? Dạ. Vậy là sau giờ là bao nhiêu một cái hả chị? 2 cái 5.000. Hả? 2 cái 5.000. Xôi bánh kẹp mà xôi một gói 5.000, còn bánh kẹp thì là 2 cái 5.000. Dạ rồi, lấy cho em đổ cho em 2 cái bánh kẹp nha, em thích ăn bánh kẹp không lắm, ngon. Nóng với mua thêm cái gì thêm 5.000 cho chẳng 10.000 đi, ủng hộ chị nha. Này là bánh chằn nè. Dạ bánh ít chằn, chị cho em lấy cho em bánh ít chằn đi, 5.000 nữa. 5.000 là mình bán sao? Bánh cho 3 cái đi. Là bình thường một bao nhiêu một cái? Cũng 3 cái 5.000. 3 cái 5.000. Dạ. Cái này là chợ quê mình bán như chợ quê. Dạ dạ. Giá của bánh ở quê. 3 cái 5.000 bây giờ là bán 5.000 3 cái. Bánh bèo. Chè đậu trắng nữa nè. Dạ. Rồi lấy cho em một bịch chè luôn. Quá ngon luôn rồi. Dạ rồi của em tổng cộng như chị? 15.000 hả? Ồ quá trời bánh luôn mà có 15.000. Dạ. Rồi. Chúc chị mua may bán đắt nha. Dạ. Rồi chào chị, cảm ơn chị nha. Quay đổ cái bánh này. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp vào chợ. Đây tới đường vào chợ rồi. Chợ thì cũng có 2-3 hướng vào chợ. Ở đây 1 hướng nè, ở bên kia 1 hướng. Mà vào có chút xíu là hết chợ rồi. Quá trời chuối luôn rồi. Nhiều quá, chuối quá luôn á. Ôi con chào dì hai. Dạ chào. Dạ dì hai dễ thương quá. Dì hai bán đã bao nhiêu năm rồi vậy? Bán hả? Hả dì? Bán cũng 5-10 năm vậy. 5-10 năm. Dạ dì hai là người địa phương ở đây hả dì hai? Phải không? Dạ, dạ cho con hỏi cái chợ gạch gọc này của mình là có bao nhiêu năm rồi dì? Mấy chục năm. Dạ hồi xưa là chợ tự phát lên hay là giống như vậy luôn hả dì? Chưa là cái chợ cái ngõ gạch gọc kêu gạch gốc á, cái gốc cây rồi như mưa lắm. Dạ. Gốc cây. Gốc cây rồi rồi ta mới kêu bằng nó nổi lên trâu nó nằm đó, nổi lên nó mới thành cái ngọn này là ta mới kêu là cái chợ. Nhớ hồi đó xưa nhớ dùng thỏm à. Dạ. Nhớ mọi người lộ. Mới vô chợ mới làm chợ. Dạ. Vậy là hồi xưa là gọi là chợ gạch gốc. Bây giờ nó kêu gạch gọc á. Dạ cái lâu ngày người ta đổi thành gạch gọc ha. Gạch gốc. Ngày xưa là gạch gốc. Dạ là do có nhiều gốc cây trôi vô ha gì ha. Gốc cây hồi đó mưa thì gốc cây cơ mà. Dạ dạ. Cột râu đó. Dạ. Nó mới làm cái gốc. Dạ cái kênh sông của mình phía sau là gọi là sông gì ha gì hai? Cái sông sông Giang mà. Ở Linh Nam Giang chảy về. Dạ dạ. Sông Giang. Dạ.
Dạ. Rồi. Ở bên đó còn cái sông lớn nữa, sông Mỹ Hội á. Dạ, dạ, dạ con biết rồi. Rồi để con mua ủng hộ cho dì hai. À, chuối bao nhiêu một nải? Dạ. Tùy nhỏ hay dạ. Cái nải này đi con thấy ngon nè. Cái này hả? Tới 10.000 thôi. 10.000 rồi lấy cho con nải chuối đi. Dạ. Mở hàng luôn hả? Sáng giờ dì bán được không? Sáng giờ dì bán là con là đầu tiên mở hàng. À dạ, mở hàng lại ha. Dạ. Rồi vậy con mừng. Chứ con tưởng sáng giờ mới có mình anh con. Dạ dạ rồi, con cảm ơn. Chúc dì mua may bán đắt nha, chút xíu hết trơn chuối luôn. Dạ. Rồi bà con có đi ngang chợ gạch gốc gạch gọc gì đó ghé ông ngộ dì hai bán chuối rất là vui vẻ luôn, dễ thương. Dạ rồi con cảm ơn dì, con gửi tiền nè, con gửi tiền rồi. Con cảm ơn, con chào dì nha. Nhà dì con mới biết cái tên chợ mình là chợ gạch gốc. Dạ nói vui vui người ta gọi là chợ giật dọc gì đó phải không dì hai? Có không dì hai? Gạch gốc luôn hả? Có không, có phải người ta gọi là chợ giật dọc không dì hai? Bán bể nợ rồi nó giật luôn. Phải không vậy? Phải không vậy? Con phải, con nói vậy là phải không? Dạ. Tại vì cái chợ mà gạch gọc á, gạch gọc đó, cái người ta nghe giống giống cái tiếng là chợ giật dọc á. Dạ, kêu là chợ giật dọc. Dạ, dạ. Rồi vậy là con nói đúng rồi. Dạ. Rồi dạ. Vậy là có hay gì hai? Dạ. Dạ, con nghe hoài à, con nghe người ta nói chợ giật dọc á mà không biết sao. Là bị bể nợ quá, bể nợ. Dạ, bể nợ giật dọc. Đi Bình Dương nha. Dạ. Dì bán bún thịt xào. Bình Dương mới về luôn hả? Dạ. Dạ. Bình Dương mới về luôn. Dạ dạ dạ. Rồi con chào mấy dì nha, quá vui vẻ dễ thương. Bên này quá chào bánh luôn nè. Ôi ôi. Dạ con chào cô. Cô bán bánh gì ngon quá vô dữ. Dạ con quay YouTube, con quay cảnh chợ quê của mình á, con đi vòng vòng chợ quê, con quay cảnh quê hương. Dạ. Dạ rồi con quay, con giới thiệu cho mấy cô mua may bán đắt luôn. Cái bánh này là bánh gì đẹp quá ha con? Bánh bao bí đỏ. Bánh bao bí đỏ hả? Là một bịch là bao nhiêu tiền? Dạ 30.000. Một bịch 30.000. Dạ. Lại nấu trong nồi này luôn ha gì? Ồ, quá đẹp luôn nè. Chú ủng hộ giùm tôi. Dạ, 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 dạ. Ồ, dì hai quán quá nhiều bánh luôn. Xăng xa bánh lọt chân sáo vậy. Ủa, cái bánh này là bánh gì cô? Thích thấy nè cô. Bánh bao bằng thầu. Bánh bao bằng thầu. Dạ. Thì là cái này mình mua về là mình ăn luôn hả dì hai? Có nấu không? À, là mình để vào đây mình hấp đó nha. Dạ. Bánh này để cho người ta chiên. Dạ, dạ. Bánh bò, bánh bò, bánh tiêu, bánh bèo, quá trời nhiều luôn rồi. Đây. Dạ. Này là bánh bông lan. Ủa cái bánh nhỏ nhỏ này bánh gì cô? Đẹp quá. Thôi gà quá trời nhiều. Bánh gì? Bánh nhai hả? Bánh tầm này lạ lạ ha. Đây nè, mình mua bánh gợi nhớ quê hương của mấy bạn nhỏ miền Tây hồi nhỏ nhỏ, đứa ăn cái 1.000, 2.000 à con. Đó là bao nhiêu một cái cô? Giờ lấy cho con cái bánh bánh da lợn. Dạ. Hồi nhỏ là hay gọi là bánh da heo. Dạ. Cái bò, bánh bò đi con. Dạ rồi, bánh bò này là bánh bò gì con quên tên, là cái nhỏ nhỏ. Bánh bò da heo luôn. Dạ, lấy một bịch bánh bò da heo đi cho con đi. Rồi. Dạ. Rồi anh Cao Tùng, anh mua gì nữa? Còn đây là xôi dị nè. Dạ, xôi dị nè. Nhiêu con? Dạ, cái này là 30.000 đi. Rồi. Vậy là của con là quá trời nhiều rồi luôn mà có 30.000 à. Rồi. Dạ. Rồi, con chúc gì với chị mua may bán đắt nha. Dạ, có nhiều thôi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Rồi đi vào chợ nè. Đây là bán quần áo. Quần áo chị em. Chợ này đi vào đó một tí là hết rồi. Dạ. Dạ. Bán đồ giường, đồ giường trong nhà hay gì con? Mua bán lại. Dạ mua đi bán lại. Sáng giờ mình bán được không? Được. Dạ. Này là ổi gì, kêu là ổi gì? Ổi xí lị. Ổi xí lị hả, hay là sáu lị? Muốn cho gì cho? Là xí lị á. Là bao nhiêu một ký à con? Có 10.000 à. Dạ căng cho con 1 ký đi. Mua ủng hộ cho cô nha.
mở hàng la chút xíu cô quán hết trơn cái mới dây leo luôn á. Bên kia tao bán đồ ăn sáng gì ta, bán bên đó tao bán gì vậy chị cô, bún gì? Rồi rồi để em lấy tiền nha. Rồi chào chị nha, dán màn lên, chưa tới là chị bên kia là mời rồi rồi đó. Rồi chuẩn bị qua ăn sáng nè đó. Rồi hello mấy chị đẹp đi chợ ăn sáng nha. Dạ rồi tới đây. Rồi sẵn review gian hàng đồ ăn của chị bán gì? Bún riêu. Rồi cho em một tô mì riêu. Mì riêu cong lưỡi lên mới đúng. Dạ rồi anh đừng lắm miền tây vô ghế ngồi đi. Cua đồng luôn hả chị? Là mình bán bao nhiêu một tô? 10.000 em ơi. Ôi ôi, ở quê ăn có sáng có 10.000 à. Có 10.000. Dạ. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn rồi. Chả cá đầy đủ luôn thấy không? Đồ lỗi. Rồi có bảo vệ phòng chống Covid luôn nha. Nè. Phía trước đây. Rồi đây cái đoạn đường đi vào ngắn lắm, bây giờ mình ăn nha. Rồi ngồi đây hả chị? Bên ngồi vậy mình có ảnh hưởng xe người ta ra vào không? Quá, em thấy quá hẹp nè. Nặng miếng chanh vô. Miếng ớt vô, đó. Rồi thêm là cái gì đây? Cái này là mắm guốc. Đó vô. Rồi một tí muối bột vào. Coi cuối cùng là mình cuốc cho mình đây sẽ trộn vào đây nè. Nè cua nè nha, ngon quá luôn. Cua chả cá nấm nha, quyết nha. Rồi mời quý vị hưởng thức món ăn quê hương bún riêu. Chỉ có 10.000 thôi, sau đó chúng ta đi quay chợ tiếp nha. Bán ngồi mà có con gái ngồi buộc tóc cho nó quá trời sướng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp vào chợ nha. À, cô bên đây bán xương xa bánh lọt. Bánh lọt xương xa. Dạ. Quá chợ giờ này là đông nhất luôn ha chị. Dạ. Dạ. Hôm nay có quán đồ ăn nữa nè. Mấy cô ghé ăn sáng nè. Rồi cô bên đây bán chắc bún riêu nữa. Giống cô bên kia. Bún cá hả? Dạ. Dạ dạ. Em quay cảnh chợ quê chị ơi. Dạ. Ồ cô này bán me muối. Phải gọi là me mứt me phải không cô? Dạ. Vậy như ta đang ăn quay làm gì? Cái bún mình có được gì không? Cô cũng khó chịu ha. Tại vì hai người mà ăn một bên mà quay hai bên thì cô nó cũng khó chịu. Ăn người này mà không ủng hộ người kia. Dạ. Con chào dì Hai. Rồi dì Hai đổ bánh khọt hả? Rồi cho con quay cảnh đổ bánh khọt nha dì Hai. Dạ dì Hai đổ đi cho con quay. Dạ. Là này mình bán sao hả dì Hai? Một cái hay sao? Hay là một khuôn? Khuôn hay vậy đó, khuôn có 10.000 à. Dạ, một khuôn có 10.000 à, dạ. Một buổi sáng với dì Hai đổ khoảng bao nhiêu khuôn? Vài chục khuôn à. Dạ. Ở này bán nó hơi chậm. Dạ, dịch bệnh ha. Rồi dì Hai đổ hai bếp luôn kìa. Cái bếp bên đây chính hả dì Hai? Dì Hai đổ khoảng tới mấy giờ mày là ngưng? Thì 9 giờ bán hết luôn. Dạ, dạ.
Dạ, 10 ngàn là mình gồm bánh và rau luôn phải không gì hai? Dạ, ô quá trời rẻ luôn. Dạ, vậy lấy cho con 10 ngàn đi ha. Con ủng hộ gì hai? Có củ sắn với rau nữa nè. Rồi lấy cho con 10 ngàn đi. Để vô cái hộp. Cái này mới ngon nè, có nước mắm là mới ngon ha gì hai. Cái bánh này nhiều khi vừa ăn mình không muốn ăn rau. Dạ, mình nhờ nước mắm với gỏi đủ đủ rồi đó. Ngồi bên kia người ta đi chợ cũng quá trời đông luôn nè. Tấp nập luôn. Rồi con gửi tiền, chúc dì hai mua mai bán đắt nha. Rồi con cảm ơn, con chào dì. Nổi tiếng luôn không? Đây, bán rau củ. Mình đi thẳng xuống đường cùng của chợ luôn, sau đó mình vòng lại. Bên đây là hai bên dãy nhà. Có người bán tạp hóa thì có người không bán đồ. Ở đây bán đồ ăn nữa nè. Ở đây bán ngay chắc bán mì, bún, hủ tiếu. Hủ tiếu. Ở đây có đồ ăn sáng hả? Chung à, chung cái chị bán hủ tiếu bên đây. Đây đường cùng của chợ. Để mình đi thẳng vào coi có đường quẹo không nha. Đây cuối cùng là một dãy nhà. Ôi chào chị, ở đây có bán bún riêu nữa nè. Em ăn ở ngoài kia rồi. Ở đây rộng rãi hơn. Bữa nãy ăn ở đây ha, nương lắm miền Tây. Ở đây rộng rãi hơn. Đây đường cùng nè, cặp con sông nè bà con. Đây nhà của người dân. Bên kia là con sông á. Rồi bây giờ mình sẽ vòng lại. Ở đây có một dãy, hai dãy, ba dãy. Cái dãy cuối cùng bên kia là chợ cá. Giờ bước cho mình tay vòng qua bên khu chợ cá nha. Để xem coi chợ quê, chợ gạch gọc này có những đặc sản sông nước gì nha. Ôi, quá nhiều cá luôn. Cũng nhiều cá sông lắm nha bà con. Đó, cá quá nhiều luôn nè. Cho anh quay cá nha em gái. Dạ cho anh quay mấy con cá nha. Cá he. Cá này cá he phải không? Dạ dạ. Cá he tươi. Ồ vừa bán cá đồng mà vừa bán hải sản luôn hả chị? Dạ bán đủ thứ luôn. Dạ. Đó là mình làm cá cho khách ha. Dạ. Cá kèo. Mực nè. Đó. Tới đây hết gian hàng của chị chưa? Dạ tới cái anh đó ngồi không? Ôi ôi, bán gian hàng lớn chưa vậy? À chung hai chị em ha. Dạ. Quá. Dạ. Dạ dạ, quá trời. Gian hàng quá lớn luôn. Dạ. Ở đâu ngoài ta bán đắt hơn hả chị? Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi bên đây bán cá lóc nè. Đây là mình quay cảnh mé sông cho bà con xem nha. Mấy cái xe này là để chở cá lên chợ. Ở đây có gông, bước trong tay đi chậm chậm để chợt té chết luôn. Đây nè mình quay cảnh sông nước nè. Cái bến này là người ta lên cá phải không chú? Cái bến này là người ta lên cá của chợ phải không? Gãy cầu rồi hả? Lỡ chút lúc trước ở đây có cây cầu ha. Rồi vậy là cá ở ngoài sông hoặc là bên cồn người ta đem qua lên đường này nè. Mà hiện giờ hết rồi. Cảnh sông nước nha bà con. Chợ quê thì gắn liền với sông nước. À, ở đó có cái cống kìa. Cái cống đó mình gọi là cống gì hay chú? Cống chợ Rạch Ngọc. Dạ cống chợ. Hồi xưa chắc có cây cầu nhỏ quá. Không. Phải không? Xưa giờ vậy đó. Là hồi xưa giờ là có cái cống đó luôn. Đúng rồi. Dạ dạ. Tại con nhớ hồi nhỏ nhỏ thường thường mình có cây cầu á, cái sau này người ta phát triển người ta lắp thành cái cống. Không, hồi xưa giờ luôn. Dạ, hồi xưa giờ. Là biết là dạ. Dạ dạ, con cảm ơn chú. Đây mình đi ra một chút xíu là
buôn bán rất là nhộn nhịp. Rồi chào chị nha, với em gái nha, chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Hả, quay về em gái. Quá trời người ta đi chợ đông buổi sáng nè. Cá này bắt làm sao được hả cô? Có đổ vớn hả cô? Ừ. Dạ, nhìn thấy cá lộn xộn đổ vớn. Đây con, cái con chạch lấu mà nhỏ này mình gọi là con cá chạch cơm phải không con? Cá chạch lấu. Dạ, mà con nhỏ nha. Ừ, nhỏ. Tại có người gọi của nó là con cá chạch cơm á. Dạ, dạ có con, đây có con cá chốt quá trời bự luôn nè. Con cá chốt giấy, ừ, cá chốt sọc quá trời bự. Cá này cá gì con? Cá chê hả? Cá chê với cá rô phi. Dạ. Ồ, cá rô phi dạ. Dạ. Quá to luôn. Ôi. Đây đặc sản miền Tây. Cá linh, cá linh hả chị? Cá linh. Dạ, cá linh nhỏ nhỏ ha. Chờ đồ đi không luôn nè. Dạ. Dạ đăng lên mạng luôn dạ. Gửi tới nước Mỹ luôn. Dạ. Cái sông bên đó mình có đường xuống không em cô? Dạ dạ dạ. Ồ con cá chơi nó bị đập đầu rồi hả? Dạ dạ. Chị còn con cá chê nào sống nữa không? Không. Dạ. Em tính mua thả mà bị đập đầu rồi. Mới đập luôn hả chị? Dạ dạ. Rồi em chào chị nha. Cảm ơn chị cho em quay nha. Chúc chị mua mai bán đắt. Thấy con cá chê bự mà bị mới đây bị đập đầu lẹ quá. Mực tươi ngon. Tươi ngon. Khu vực này đông quá đông luôn à. Nên đi chợ quá trời đông luôn. Con này bán chả cá với tàu hủ, đồ tương. Với bên kia là cá cha cắt sẵn luôn rồi. Cá đồng khá là nhiều. Cá đồng, cá sông ở đây, xứ cá đồng, cá sông mà. Cá tiểu này. Rồi mình vòng qua bên chợ gao. Mình thấy là ở khu vực chợ bán rau đồ gãy người ta có che bọc ni lông là hết rồi nè, như thế này nè, ai mua thì họ cái tay vào và nhận hàng. Cũng nhỏ, phạm vi cho nhà lồng chợ cũng nhỏ. Đây là nhà lồng còn căng bọc ni lông nè. À, từ đây trở về sau chắc có lẽ những cái hình ảnh mà có chợ mà che bọc ni lông như thế này sẽ trở thành quen thuộc, do chúng ta phải thích ứng với tình hình dịch bệnh, sống chung với dịch. Quá trời được rau củ nhiều ở đây. Ở đó là đường đi ra ngoài đường, đi một chút nữa tới đường rồi. Dòng tay vòng qua luôn cho giáp giáp chợ nha, cho bà con chợ Gạch Gọc có lên coi thì có đầy đủ luôn đó. Này bán đồ tạp hóa, dạ quay lên YouTube. Dạ con đi quay cảnh chợ, vòng vòng cảnh chợ quê của mình đó con. Đặng lên clip hả? Dạ. Mấy cha mấy mấy cha mấy mẹ đi quay gì? Không có mấy mẹ. Cô nói nghe mắc cười ra mấy cha mấy mẹ. Dạ. Dạ con chào cô dì luôn nha. Dạ dì bán đây bao nhiêu năm rồi? Dì bán ở đây bao nhiêu năm rồi? Dạ, vậy là con quay dì là đúng sách rồi đó. Cho bà con đi ngang ghé gặp dì ủng hộ, người quen hay gì? Dạ. Rồi chúc chị mua may bán đắt thôi, chúc dì mua may bán đắt nha. Dạ. Rồi con chào dì. Dì bán lâu năm ở đây, quay lên chắc có nhiều người biết gì á. Đây mình đi một đoạn. Rồi bữa trong miền Tây đi ngược trở lại chỗ dãy chợ cá.
vậy chợ cá buôn bán nhộn nhịp đông đúc quá. Thì bên đây bán thịt heo. Quá đắt luôn rồi. Mấy gì bán quá đắt. Không tiện nói chuyện. Dạ. Con này bán cá ngoài đời. Cá này là cá đồng hả chị? Ừ, cá đồng. Dạ. Mua đây. À, bao nhiêu một ký? Cá bự. Cái này hả? Dạ. Cái này 130. Cá bự nữa thì trong thùng. Dạ. Trong thùng nữa. Còn cá chơi. Cá nhỏ thì nó rẻ hơn, cá chơi thì cá chơi vàng. Cá chơi vàng bao nhiêu một ký? Cá chơi phi thì có 40 mà cá chơi vàng mấy trăm. Dạ dạ. Vậy cá chơi phi chắc sống dài hay chị? Ừ. Cá nào cũng sống dài, cá đồng mình lúc nào cũng sống dài. Chị gom cho em mấy con cá chơi phi đi. Mấy con cá này giống cá lóc bông hết luôn. Dạ. Cá lóc đồng mình sống chứ không phải cá lóc bông. Cá lóc bông nó khác. Cá lóc đồng. Ừ. Mua mớ này luôn đi, mớ này thì bán rẻ nè. Dạ em mua em tính em đi thả xuống sông luôn. Em giúp nó xuống sông luôn. Dạ. Bán cho một ngày bán. Cho em mượn cái thao được không? Ở đây có đường đi xuống sông không? Thôi, dạ dạ luôn. Thả xuống không biết có ai bắt lên đâu. Dạ dạ lên tu con. Dạ ở đây là xứ đạo. Dạ. Không xanh, hai anh là không xanh đó. Dạ dạ công đức vô lượng. Ở đây là xứ đạo mà ít không xanh hả chị? Sao vậy ha? Tại vì bên đạo Thiên Chúa thì ta ăn cá. Dạ. Tại vì cứ nói là ăn cá mà năm xưa là cái bài giảng của Chúa là cách đó là đối lắm, có cái ông đó là ông đi bắt cá cho nên nó là được có 3 con cá và 5 chiếc bánh, rồi là bao nhiêu người dân rất cả đói lắm còn không có cá ăn, ta thấy 3 con cá và 5 chiếc bánh đó là chia ra cho mọi người ăn, cái 5 chiếc bánh đó làm sao mà đủ cho bao nhiêu người ăn đã mấy chục ngàn người luôn làm sao đủ ăn. Cái bắt đầu đó, mấy cái bánh vụn nó rớt xuống á là Chúa làm phép là lấy bánh vụn lên ăn là bao nhiêu người lo đủ hết luôn, gom lại được mấy thúng đó, mấy thúng bánh luôn á. Như Chúa làm phép lạ đó, là cá là do cái người đó người ta bắt. Người ta bắt cũng như là có một người làm nghề chài lưới cá. Là còn sót được 3 con cá và 5 chiếc bánh. Rồi cho bao nhiêu người ăn đó, rồi cái góp mấy bánh mẫu bánh vụn xuống á là lụm lên mở mấy mẫu bánh vụn là gom lại, Chúa kêu gom lại là được mấy thúng bánh, được mấy thúng bánh vụn vậy đó. Anh lấy cá này chơi vàng luôn nè. Dạ, cắn cho em đi. Dạ. Bán rẻ lên. Dạ. Có cái thao không cho em mượn cái thao. Cái này là bán 10 ngàn bán 8 ngàn luôn. Dạ. Thằng không xanh bán. Dạ dạ. Không có nhiều chị cứ gom mấy con đó đi, tại em thấy mấy con đó sống dai lắm. Cái lóc này cũng sống dai, cái lóc dạ, đồng dạ, dưới đường này sống dai dữ dằn luôn. Dạ. Nói chung là mấy con cá sông này sống dai lắm. Dạ, lấy mấy con nhỏ nhỏ đi. Dạ, nhỏ cho nó sinh sôi nảy nở. Dạ. Rồi chị căng nha. Dạ. Còn cái này em bán rẻ nữa. Cái đó thì bán chỉ có 20 ngàn ký thôi à. 20 ngàn một ký luôn á. Này 700 gram mà 87 như ta 56. Mấy anh 55 đi, bớt anh ngàn nữa. Dạ. Dạ rồi lấy em nó bỏ vô cái thao cho em đi, cho em mượn cái thao đi. Cho mượn cái thao đi, lát em đem thao em trả cho. Chúng ta dọc sống bình thường à. Dạ. Thao nhỏ nhỏ đi, tao bự không sách nổi đâu, sao đỏ ra được không? Bên đó cũng được kìa. Dạ. Thao bên đó nữa kìa. Dạ dạ. Cái nào cũng sống dạ. Này là hai cá chép hả chị? Ừ. Cá chép là cho mấy người bầu ta ưa không xanh mấy. Dạ. Dạ. Lấy cho em hai con cá chép nữa thôi. Tại thấy có hai chú cá chép. Tết là tao ưa mua cá chép không xanh lắm. Dạ dạ, lấy cho em hai cá chép đó nữa đi. Giúp em mấy cá này luôn đi, em bán rẻ luôn, rồi, giá luôn. Rồi lấy hết luôn cá gung phi luôn phải không? Bán ăn chung giá luôn. Cá chép thì em bán 30 mà mấy anh 20 luôn. Chị bán nhiều chị bán vậy. Ngô mình thả rồi, mình không có quan tâm giá nữa. Dạ đúng, có mình anh là hiểu ý giống như gan ý của em. Còn nhiều người ha, mua không xanh lại trả giá ghê lắm. Dạ, giá không được cái đi. Dạ. Vậy là đâu phải không xanh.
cái này cái sáu thì nó cái rưỡi thì nó 30 ngàn. Dạ. 34 ngàn lấy anh 30 luôn. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị mua mai bắn đắt nha. Dạ, gửi cho chị rồi. Rồi cái con đó là cái con cá rô đó là của chị đó. Giờ không biết cái cầu nắng đi xuống được không? Ôi cuối cùng cũng kiếm đường được xuống cái cầu. Ê, không biết nó có nhảy ra không? Con lên cái ghe nhờ của người ta đi. Rồi tụi bay đi xuống nước sống khỏe nha, đừng để người ta bắt lại nha không. Rồi hy vọng là không bị bắt lại lần thứ hai. Đây nãy con sót con cá nó nhảy lại nè. Ý trời ơi, tôi thả ông mà không chịu đi nữa không. Rồi xong đây khu vực ở phía chợ nữa là cũng gần hết chợ rồi đó. Dạ quay cho lên nước ngoài luôn. Dạ cho chợ mình nổi tiếng buôn bán đắt lên ha chị. Ơi chở ra khu vực đầu chợ, hồi nãy mình quay đầu bên kia còn mấy cô chú đầu bên đây chưa quay. Chẳng bước chân mình tay đảo ra bước chân mình tay quay luôn nè. Hello cô. Dạ em quay cảnh chợ quê. Dạ chào chị nè. Chào. Dạ. Sáng giờ bán được ha. Bán được. Dạ. Chủ nhật bán được. Dạ chủ nhật bán được. Dạ chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ. Cá đồng. Dạ dạ quay cho chị bán tạp hóa lên. Dạ cho chị bán đắt lên nha. Đây cũng có bán nhiều đồ đồng lắm nè. Ôi bước chân miền Tây đã ra ở đầu chợ lại nữa rồi. Đi một vòng. Ôi. Cua. Cua đồng. Cua này bắt sao được ha anh? Cua này mình bắt sao được ha? Cua đồng. Cua đồng. Dạ. Đổ lợp hả? Đặc lợp. Đặc lợp. Dạ. Ôi chị này bán đặc sản miền Tây nè, cá linh. Hello chị. Chị nhờ mà chị nhìn đám đuối mà không biết ổng quay cái gì. Không biết ổng quay cái gì phải không? Chị bán cá cóc với cá linh. Dạ. Đây. Dạ không biết quay cái gì. Dạ. Dạ quay cho giới thiệu cho bà con chợ Thịt Cọc mình bán đắt lên á. Dạ. Được hả cô? Dạ quay gì được ha. Dạ. Một đầu chợ. À, khi những giọt nắng buổi sáng dần tắt thì chợ Thịt Cọc cũng ngơi đi nè. Hết rồi. Ôi hello em trai. Chào anh cá coi. Sáng giờ bán được không anh? Nhìn anh đắm đuối vậy. Dạ. Con trai miền Tây giỏi lắm nè. Đó. À, dưa hấu là bao nhiêu một ký? 7 ngàn hả? Giờ căng cho anh chẳng tiền đi, anh mua hộ cho em nha. Hai trái đi. Được không? Thấy em trai nhìn anh đắm đuối. Sáng giờ bán được ha em trai. Ồ trai miền Tây giỏi lắm bà con ơi, có đi ngang ủng hộ cho em trai nha. Là nhiêu tiền em trai? 14 ngàn ha. Rồi à, có 5 ngàn thôi không? Có 17 ngàn. Là bao nhiêu rồi? 2 ký 14 ngàn. 14 ngàn hả? Mà em có 5 ngàn thôi không? Không có hả? Để anh mượn anh kia anh gửi em anh. Rồi vậy anh gửi thôi anh 5 ngàn đi, anh đưa em 15 ngàn luôn được không? 14 ngàn đưa 15 ngàn được không? Vậy hả? Em có bị lỗ không? À 5 ngàn thôi. Rồi im em trai. Rồi chào em trai nha, chúc em một chút xíu bán hết dưa hấu nha. Quá giỏi luôn, con trai miền Tây ngồi bán đó đầu chợ nè. Bán chín luôn hả em trai hay là bán phụ mẹ? Bán chín luôn không ai bán phụ mẹ? Bán chín luôn hả? Ôi quá giỏi rồi. Kỳ này mấy em gái vô kiếm em trai dữ luôn rồi nè. Ôi còn cô bán trái cây ở trên cái kệ. Ồ có cái kệ bé bé xinh xinh nè chị. Mát mẻ luôn. Nắng không? Dạ. Có bị nắng không? Dạ nắng dương dù. Dạ dương dù ha. Dạ. Rồi đây cô bán ốc, gà muống.
những cô bác bán cuối chợ Gạch Gọc. Rồi đến đây là hết chợ Gạch Gọc và chúng ta cùng nhau cùng với Bức Tranh Miền Tây chúng ta nhìn lại quang cảnh của chợ Gạch Gọc nha. Clip của Bức Tranh Miền Tây có lẽ đến đây kết thúc. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã xem. Nhớ like, đăng ký kênh để ủng hộ cho Bức Tranh Miền Tây. Thôi tạm biệt và hẹn gặp lại tập tiếp theo nha bà con. Hết rồi, bye bye.